Thanh Thanh Huyền dừng chân top 20 trở thành trò cười vì sự cố công bố nhầm kết quả của Miss Charm. Mặc dù Thanh Thanh Huyền sở hữu khả năng nuốt mic đầy ấn tượng, nhưng các đối thủ của cô mạnh hơn về mọi mặt. Nhiều người cho rằng việc đại diện Việt Nam góp mặt trong top 20 là một kết quả đẹp cho hành trình của cô tại đấu trường nhan sắc này. Chung kết Miss Charm Hoa hậu sắc đẹp quốc tế 2023 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh với màn tranh tài của gần 40 thí sinh. Đây là cuộc thi sắc đẹp do người Việt Nam sáng lập. Đảm nhận vai trò giám khảo là bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Natalie Gulebova, Mireya La Laguna, Hoa hậu Thế giới 2015, Ikumi Yoshimatsu, Hoa hậu Quốc tế 2012, siêu mẫu Lan Khuê, Hoa khôi áo dài 2014, doanh nhân gốc Việt Mimi Morris và nữ người mẫu Singapore Irene Zhao. Đêm chung kết được dẫn dắt bởi ba nữ MC là Phương Mai, Quỳnh Nga và Karina Ramos. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Thanh Thanh Huyền, quê Khánh Hòa, cô sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1m7, số đo 3 vòng 85-56-90, cô là MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung, người truyền cảm hứng trên mạng xã hội, cô có thể giao tiếp tiếng Anh, tiếng Trung và từng được mệnh danh là MC 3.000 chữ vì khả năng ghi nhớ lúc dẫn chương trình. Mở màn đêm chung kết Miss Charm 2023 là tiết mục Hello Việt Nam và Sài Gòn đẹp lắm, được dàn dựng công phu với sự xuất hiện của gần 40 cô gái tài năng, xinh đẹp. Dàn thí sinh diện váy ngắn màu bạc, đỏ, tự tin sải bước trên sân khấu và hô vang tên cùng quốc gia mà mình đại diện. Sau màn hô tên, ban tổ chức chính thức công bố top 20 chung cuộc. Hầu hết biểu cảm của các cô gái từ căng thẳng, hồi hộp, mong chờ đến vỡ òa, hạnh phúc hay thất vọng, tiếc nuối, vỗ tay trong ngậm ngùi đều thể hiện rõ ràng qua ống kính. Cái tên cuối cùng được gọi thuộc về người đẹp Philippines. Tưởng chừng Thanh Thanh Huyền đã không thể viết tiếp giấc mơ vương miện khiến người Việt Nam tự hào thì phía ban tổ chức lại công bố thông tin bất ngờ. Theo đó, sau khi công bố danh sách các cô gái bước tiếp vào phần thi áo tắm thì đến tiết mục của ca sĩ Thảo Trang, khán giả không còn mấy hào hứng vì đại diện chủ nhà lại out top tức tuổi không một nguyên nhân thỏa đáng. Tuy nhiên, ngay lập tức người dẫn chương trình liền công bố Thanh Thanh Huyền đến từ Việt Nam chính thức ghi tên mình trong top 20 chung cuộc. Vì trước đó MC chỉ đọc 19 cái tên, nhiều ý kiến thất vọng vì sự chuyên nghiệp của tổ chức Miss Charm. Điều đáng nói là MC Quỳnh Nga lại chia sẻ, tôi có thể gọi đây là top 21. Đến đây, người hâm mộ thắc mắc không biết liệu Thanh Thanh Huyền là do MC công bố sót hay vì một lý do nào đó có mặt trong top 20 cộng 1. Cụ thể, lời công bố của MC Quỳnh Nga trọn vẹn như sau. Tạm dịch, gửi tới tất cả người hâm mộ Việt Nam, tôi vừa nhận được một thông báo quan trọng từ ban giám khảo rằng top 20 có cả đại diện đến từ Việt Nam. Vì vậy, chính thức, đại diện Việt Nam Thanh Thanh Huyền sẽ có mặt trong top 20 hoặc tôi có thể gọi đây là top 21. Nhiều khán giả đã dấy lên vô vàn thắc mắc, có người cho rằng Thanh Thanh Huyền chiến thắng vé vote vào top do sự bình chọn của khán giả, trong khi số khác lại cho rằng nếu chiến thắng vé vote, Thanh Thanh Huyền sẽ có mặt trong top 10 chứ không phải top 20. Tạm gác lại thắc mắc trên, top 20 sau đó đã bước vào phần thi áo tắm, mặc dù không sở hữu hình thể nóng bỏng như các mỹ nhân Latin hay catwalk điêu luyện như các cô gái châu Mỹ, Thanh Thanh Huyền vẫn thiêu đốt sân khấu Nhà hát Hòa Bình bằng sự tự tin, bước đi kiêu hãnh cùng nụ cười rạng rỡ, người đẹp triệt để tận dụng đôi chân dài 1m1, nuột nà xoáy thẳng vào trái tim người hâm mộ. Có thể thấy, cô đã tiến bộ rất nhiều về kỹ năng trình diễn sau khi được training kỹ lưỡng tại Philippines cùng thầy Carlos. Sau khi diễn áo tắm, các thí sinh lần lượt được gọi tên vào top 10, bao gồm đại diện của Venezuela, Brazil, Argentina, Nam Phi, Puerto Rico, Colombia, Philippines, Costa Rica, Indonesia và Cộng hòa Dominica. Với kết quả này, Thanh Thanh Huyền đã dừng chân tại top 20 chung cuộc, những cái tên trong top 10 phần lớn đến từ khu vực Mỹ Latin, có chất lượng thí sinh cao, chỉ có 2 thí sinh từ Philippines và Indonesia đại diện cho khu vực châu Á. Trên mạng xã hội, khán giả hài lòng với top 10 từ ban giám khảo, các thí sinh có mặt trong top 10 đều được đánh giá cao trước khi tham gia cuộc thi, trong đó có đại diện Colombia, Nam Phi, Venezuela và Cộng hòa Dominica. Khán giả cũng hài lòng với việc Thanh Thanh Huyền dừng chân ở top 20, đại diện chủ nhà mạnh về khả năng giao tiếp, ứng xử nhưng khả năng trình diễn còn hạn chế.